là chết đi, không biết nữa. Ai ngờ đâu á là nó ra nó bỏ vô bao hết luôn. Xong rồi á nó đem trắng nó rồi đem theo luôn. Nếu mà tụi chị á biết trên đường mà quen biết cái cộng đồng mạng nhiều hơn á, chị gửi cho ảnh là chị đi về một mình. Nó con chó vô nó tiều cửa mà nó hai đứa mắt nó hè nó chảy hàng ngàn luôn á. Con kia đấy, con chạy bỏ cửa đi con, chạy bỏ người đi con, chạy trốn đi. Nó không chịu chạy chẳng ai chết chứ chủ cho ông giờ chạy đi đó. Giờ nằm mà nhớ hồi sáng giờ không ăn uống luôn á. Chẳng là nghèo tiền thì chứ mấy chú chó không có nghèo đâu, tại vì đi mà khổ gì cỡ đâu cỡ mấy chiều phải đi mua thiếu đồ ăn ít từng chả rồi á, đi mua gì khô cát cho tôi ăn nè, rồi á tới gặp bánh ăn lạc nè, ăn chay nè, rồi á người ta đòi mua lại không bán, chứ nói chẳng là chết đi không bán nữa. Mà về đây có một bà bác sĩ, có một con nướng bả thôi mà giết luôn mấy con. Đời người ngắn ngủi giống như giấc mộng chim bao, nhìn lại thoáng chốc thì tóc đã phai màu. Kiếp con người cố kiếm thứ xa vời, vô tâm quên đi rằng niềm vui luôn ở quanh quẩn bên mình.